Nằm trong các hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 của Ủy ban Nhân dân huyện Lương Tài, sáng nay 16 tháng 11, Công an huyện Lương Tài đã tổ chức diễn tập thực binh phương án đánh chiếm lại mục tiêu bị chiếm giữ, tấn công đánh bắt đối tượng khủng bố và giải cứu con tin. Dự buổi diễn tập có các đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban diễn tập; đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban diễn tập; cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí Ban thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập huyện Lương Tài. Chương trình diễn tập thực binh diễn ra với tình huống giả định tại huyện Lương Tài, lợi dụng tình hình phức tạp trong việc giải quyết các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, các thế lực thù địch phản động đã kích động bạo loạn có vũ trang, bắt giữ con tin. Với sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng và các biện pháp tấn công trấn áp cùng tinh thần kiên quyết, sự dũng cảm của lực lượng công an, chỉ 30 phút sau đó các đối tượng khủng bố bị khống chế, bắt giữ, con tin được giải cứu an toàn. Sau đó, lực lượng công an tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ phục vụ công tác điều tra. Mọi thao tác, hành động đều được cán bộ chiến sĩ thực hiện nhịp nhàng, chuẩn xác, nhanh gọn. Để phương án diễn tập đạt hiệu quả cao nhất, Công an huyện Lương Tài đã xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập, xây dựng kịch bản chi tiết, thành lập các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng tham gia. Nội dung diễn tập đã quán triệt đúng tinh thần chỉ đạo của các cấp, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng công an trong tình hình mới, phù hợp với đặc điểm tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Thông qua diễn tập, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần mưu trí dũng cảm và năng lực tổ chức chỉ huy, trình độ tác chiến nghiệp vụ, sự phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị, các lực lượng trong và ngoài ngành nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong mọi tình huống.